Mới đây thì tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, các nội dung diễn tập được thực hiện có sự đổi mới về phương pháp, đặc biệt là tỉnh Bắc Giang đã coi trọng khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong diễn tập. Diễn tập lần này, tỉnh Bắc Giang đặc biệt coi trọng cơ chế lãnh đạo và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng. Bởi vậy, các thành phần tham gia diễn tập đã thực hiện nhuần nhuyễn khả năng đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, cơ quan quân sự làm tham mưu. Quá trình vận hành cơ chế, các lực lượng đã vận dụng linh hoạt, sát với thực tế địa phương. Các lực lượng trong cái phối hợp hiệp đồng, từ là quân sự, công an, các ngành, các đoàn thể địa phương, lực lượng nào theo chức năng, nhiệm vụ của ngành đó, nhưng mà các cái khả năng phối hợp hiệp đồng thế nào để đảm bảo là tất cả các cái chủ trương lãnh đạo, các cái mệnh lệnh chỉ đạo đều là đến đâu đáp ứng và phối hợp thống nhất đến đó. Quá trình diễn tập, tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng việc phát huy tính chủ động, linh hoạt của các thành phần tham gia, nhất là người chủ trì trong xử lý tình huống theo chức trách, quyền hạn. Diễn tập là bước kiểm tra toàn diện năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, từng địa phương, đáp ứng khả năng xử lý tình huống chiến đấu trên địa bàn, đảm bảo sát với hoạt động đặc thù của các ban ngành. Trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập thì chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ giữa các lực lượng, giữa công an tỉnh, giữa quân sự với công an tỉnh, giữa cơ quan quân sự bộ chỉ huy với các đơn vị của quân khu của bộ đứng chân trên địa bàn cùng tham gia cùng nỗ lực. Chúng tôi tập trung tất cả nỗ lực mọi mặt cho công tác chuẩn bị. Từ việc xây dựng hệ thống hầm hào, công sự, trận địa cho đến như vậy là các cái nội dung cho chuẩn bị các cái nội dung cho các thành phần tập để tiến hành tập. Đối với lực lượng thực binh, tỉnh Bắc Giang luôn coi trọng rèn luyện chiến thuật của bộ đội, nhất là trình độ sử dụng vũ khí, bảo đảm an toàn trong bắn chiến đấu và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến với các đơn vị chủ lực. Trong diễn tập lần này, hệ thống thông tin được kết nối thông suốt giữa các lực lượng, các bước phối hợp trong diễn tập. Hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong các nhà mạng Viettel, VNIP và đặc biệt là các lực lượng thông tin của bên công an, rồi của bên quân đội thì chúng tôi đã phối hợp rất chi chặt chẽ và hiệp đồng rất chi là gắn kết. Những kinh nghiệm từ thực tiễn diễn tập là cơ sở để tỉnh Bắc Giang tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện vận hành cơ chế và công tác tham mưu của các cấp, các ngành. Từ đó giúp địa phương xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo tính gắn kết, song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.